Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh PhutungMitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em về thanh chống cân bằng. Thanh chống cân bằng phía trước của dòng xe Mitsubishi Lancer và dòng xe Mitsubishi Zinger. Thì đây là chống cân bằng ở phía trước. Phía trước thì nó bao gồm có đây là 4 quả, một cái bộ nó bao gồm có 4 quả cao su đồng tiền. Đây có anh em ở cao su đồng tiền này. Này cái lông đen này. Đây là cái thanh chống này. Đây là cái sắt bắt vào thanh chống cân bằng. Đấy nằm ở phía trước của dòng xe Mitsubishi Lancer, dòng xe Mitsubishi Zinger. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường bị hỏng mất cái thanh chống cân bằng này, thiếu đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Để phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Và anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến PhutungMitsubishi An Việt, website PhutungMitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.